của mình nhé. Nay có anh khách đặt cho mình con đầu OK 51 nha anh em. TRVH TR51VH 20 nha. Con này sơn còn nguyên riêng luôn nha anh em. Đầu nguyên riêng luôn rồi, chưa tháo ốc mà. Còn chỉnh áp của nó luôn. Đây súng OK nha anh em. Quá đẹp nha anh em. Dễ qua cái bu ly chảnh nè. Bu ly này tắt 2 nha anh. Vì anh xài motor anh có tắt 2 hoặc tắt cũng được. Rồi đồng hồ này riêng luôn nha. Tay chỉnh áp riêng luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Đánh giá con này được 70-80% nha. 90% luôn. Riêng nít. Chứ 100% là không dám nói rồi. 100% là có nhập sản xuất được. Rồi giờ mình xin test tải luôn nha. Rồi giờ này cũng tối rồi nha anh em. Tranh thủ test nhanh. Rồi mấy đơn chạy nha anh em. Chạy có tiền rồi. Quá mạnh luôn nha anh em. Quá đã rồi. Quá đã rồi. Áp quá. Đừng phải tức đá. Anh em biết cho tải cho bô, cho ben gì. Tải cái này là quá đã luôn. Áp được nước. Xem hết video clip mình nhé. Anh em nào muốn thì đặt hàng mình ráp bộ hoặc bắn đầu rời luôn nha anh em. Cũng có luôn. Hàng bao xài cho anh em. Bảo hành cho anh em xài luôn. Rồi. Chào anh em luôn. Chào tạm biệt anh em nha. Bye, chào anh em.